Tuần này chúng ta sẽ cùng ôn lại bài học về phân loại các bạn nhé. Ở trên bảng cô đang có rất là nhiều vật dụng và đồ chơi. Tuy nhiên chúng ta rất là lộn xộn đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ cần sắp xếp lại cho gọn gàng hơn. Cô sẽ phải sắp xếp theo cách nào các bạn? Trong nhà của mình có những đồ dùng, đồ chơi hay là vật dụng gì nào?